Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay sau khi mà mình gọi là ngủ dậy trễ bạn ơi thì rất là xin lỗi anh em là hôm nay mình ngủ dậy trễ, cho nên là có lẽ rằng là mình sẽ không quay một cái clip content cho các bạn xem được, mà mình sẽ quay một cái clip gọi là bắt cua kể chuyện các bạn à. Mà thật ra cái này cũng không phải là bắt cua kể chuyện nữa, mà là mình muốn vào để mình thông báo cho anh em về một cái dự định sắp tới của mình. Thì anh em nghe có vẻ là gọi là nghiêm trọng đúng không, nhưng mà thật ra không gì nghiêm trọng đâu. Chắc là các bạn đã đọc tiêu đề thì các bạn cũng đã biết được rằng là video này là mình sẽ làm về cái vấn đề gì đúng không? Thì thật ra là trên kênh của mình, nếu như những bạn nào mà đã xem kênh của mình lâu rồi đó, coi kênh của mình từ lúc mà mình mới vừa được có 50-60k subscribe á, thì chắc các bạn cũng sẽ biết được rằng là trên kênh của mình đang có một cái gọi là một cái series huyền thoại đối với mình. Mình không biết đối với các bạn nó có gọi là huyền thoại không, nhưng đối với mình á thì nó chính là huyền thoại, bởi vì nó đã giúp cho kênh của mình phát triển cực kỳ nhiều luôn. Và mình cực kỳ gọi là biết ơn cái series này, bởi vì là nó đã giúp cho mình phát triển cực kỳ nhiều và mình cực kỳ yêu cái series này. Và mình muốn gọi là trong thời gian sắp tới mình sẽ tiếp tục nó. Thì cái series này có tên là Vùng Đất Chết các bạn ơi. Đó, có bạn nào đã từng nghe đến cái tên Vùng Đất Chết chưa? Thì mình sẽ cho các bạn xem tập 1 của nó thử nha. Đây là cái intro tập 1 của nó nè. Trái đất có một vùng đất đã bị nhiễm virus zombie. Các loài động vật cũng không ngoại lệ. Bọn chúng trở nên cực kỳ hung hăng và khát máu. Người dân bị giết rất nhiều và cũng đã bị biến thành zombie. Nên từ đó vùng đất đó có tên là Vùng Đất Chết. Đó, thì các bạn đã có thể gọi là hình dung ra được cái series này là một cái series làm về cái gì đúng không? Thì cái series này chính là một cái series thuộc dạng gọi là sinh tồn mấy bạn ạ. Nhưng mà sinh tồn ở đây là sinh tồn ở trên một cái thế giới gọi là vùng đất chết các bạn ạ. Và có rất là nhiều những con quái vật nè, những loài zombie nè, rồi những loài gọi là ác quỷ các kiểu nữa. Và những cái nhân vật phản diện đồ. Và bọn nó sẽ gọi là tấn công mình, và mình sẽ phải là sinh tồn ở trên cái vùng đất đó. Thì những cái bạn nào mà đã gọi là fan của cái series này thì hãy bình luận số 1 cho mình biết nha. Còn bạn nào mà đã từng xem hết 30 tập của cái series này rồi, hình như là cái series này mình nhớ là mình làm tổng cộng là 30 tập mấy bạn ơi. Thì bạn nào đã từng xem hết 30 tập rồi thì các bạn hãy đừng quên bình luận lại số 30 để cho mình biết nha. Và mình sẽ thả tim cho những bạn nào mà đã bình luận số 30 nha. Và nhớ là hãy like đó nha. Phải like cho mình thì mình mới thả tim nha các bạn. Đó. Thì mình cũng quên sẽ gọi là thông báo các bạn rằng là nếu như video này á mà đạt được gọi là 5.000 like, à không, 10.000 like đi, 10.000 like thì mình sẽ gọi là tiếp tục với cái series Vùng Đất Chết. Thì những bạn nào mà đã mong chờ cái series này á từ lâu thì hãy like đi, nhấn like ủng hộ cho mình để có thể giúp cho mình được 10.000 like. Thì ngày mai mình sẽ làm tập 1 liền, nếu như được 10.000 like là sẽ có tập 1 liền các bạn ạ. Đó, thì mình thật sự thì mình đang rất là đắn đo, mình không biết rằng là mình có nên làm tiếp hay không. Bởi vì hiện tại là trên kênh mình có rất là nhiều những cái series đang dang dở, chẳng hạn như là Ninja Cận Thị nè, hoặc là Nhật Ký Luyện Rồng nè. Đó, thì sẽ có rất là nhiều bạn gọi là bức xúc, cực kỳ bức xúc khi mà tại sao mình lại không làm tiếp cái series gọi là Nhật Ký Luyện Rồng hay là Ninja Cận Thị đi. Đó, có rất là nhiều bạn cũng hỏi mình. Nhưng mà mình nói thật các bạn á, là làm một cái series chúng ta cần phải có một cái ý tưởng rất là nhiều. Và bởi vì là hiện tại là mình đang hơi bị bí ý tưởng về cái series, những cái series như là Nhật Ký Luyện Rồng hay là Ninja Cận Thị á, cho nên là mình mới bị delay, mình mới không ra clip được cho các bạn xem. Thì mình rất là mong các bạn sẽ thông cảm cho mình. Thì sắp tới nếu như các bạn ủng hộ cho mình nhiều á, thì mình sẽ tiếp tục ra thêm những cái tập của những cái series đó. Chẳng hạn như là ra thêm tập của series Ninja Cận Thị nè, ra thêm của Nhật Ký Luyện Rồng nè. Các bạn có biết lý do vì sao mà mình lại ít ra video hay không? Là bởi vì các bạn xem video nhưng các bạn không chia sẻ lên Facebook ủng hộ cho mình. Các bạn không gọi là nhấn vào cái nút like ủng hộ cho mình. Bởi vì là mình nói thật là cái thời gian mà mình làm những cái series chẳng hạn như là Ninja Thật Cận Thị nè, Nhật Ký Luyện Rồng á, ở cái thời gian đầu các bạn like ủng hộ cho mình cực kỳ nhiều luôn. Chỉ cần một ngày thôi là mình được 10.000 like rồi. Nhưng mà bây giờ thì tự nhiên dần các bạn lại không like cho mình nữa, các bạn bỏ mình đi hết. Dần dần rồi thì kênh của mình chỉ còn vỏn vẹn được có 2.000 like, 3.000 like, hoặc thậm chí lâu lâu mới lên được 4-5.000 like thôi, chứ không lên nổi được 6.000 like luôn. Các bạn không đăng ký ủng hộ cho mình, không like ủng hộ cho mình, thì các bạn nghĩ đi, làm sao mà mình có cái động lực nào để mình có thể làm video cho các bạn xem được đúng không? Cho nên là sắp tới này,
cái dự định làm lại cái series Vùng Đất Chết. Nếu như những bạn nào ủng hộ mình thì hãy like video này, nhấn nút like ủng hộ cho mình. Thì các bạn like càng nhiều thì mình sẽ càng ra nhiều hơn nữa đó. Thì chỉ cần gọi là video này đạt được 10.000 like, ngày mai sẽ có tập 1 của series gọi là Vùng Đất Chết đó. Và nếu như mà series Vùng Đất Chết được nhiều ơi là nhiều like luôn thì mình sẽ tiếp tục ra tiếp Ninja Cận Thị. Và nếu như Ninja Cận Thị được nhiều like nữa thì mình sẽ tiếp tục ra Nhật Ký Luyện Rồng. Nói chung là nếu như video nào cũng đạt được 10.000 like thì tập nào thì cái tuần nào mình cũng sẽ ra gọi là Nhật Ký Luyện Rồng, tuần nào mình cũng sẽ ra Ninja Cận Thị và tuần nào mình cũng sẽ ra gọi là Vùng Đất Chết cho các bạn xem hết. Bởi vì là các bạn ủng hộ cho mình càng nhiều thì mình càng thấy sướng, mình càng thấy thích và mình sẽ càng ra nhiều video hơn cho các bạn xem nữa. Bởi thế nên những bạn nào đang xem video này mà muốn mình tiếp tục làm tiếp cái series Vùng Đất Chết, hãy nhấn vào nút like video này. 10.000 like, ngày mai sẽ có tập đầu tiên của Vùng Đất Chết. Ok. Và mình nghĩ là mình đã bắt cua xong con map đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và các bạn từ nãy giờ đã nghe mình kể chuyện xong hết rồi thì các bạn cũng đã hiểu những gì mà mình muốn nói rồi, đúng không? Thì rất là cảm ơn các bạn gọi là đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn vào nút like nha. 10.000 like là ngày mai sẽ có Vùng Đất Chết tập 1 nha bạn. Like đi để mình còn làm tiếp tục những cái series khác nữa. Ok. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên nhấn vào nút like và nút share và subscribe ủng hộ đăng ký kênh YouTube của mình. Và đừng quên là đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nữa. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, nhớ like nha. Bye bye. Ủa, yêu anh em vãi nồi.